Ngày 4 tháng 5, Thượng tá Nguyễn Mạnh Toàn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, cơ quan điều tra vừa ra lệnh tạm hoãn xuất nhập cảnh 7 người nước ngoài để phục vụ công tác điều tra. Trước đó, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra lệnh tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Feng Yong quốc tịch Trung Quốc. Giám đốc công ty gỗ Bình Minh liên quan đến vụ nổ lò hơi vào sáng ngày 1 tháng 5 làm 6 người thiệt mạng, 5 người bị thương. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo công an tỉnh Đồng Nai đã trực tiếp đến hiện trường, điều động lực lượng tham gia chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Các cơ quan chức năng phối hợp đưa người bị thương đi cấp cứu, tổ chức khám nghiệm hiện trường. Theo cơ quan công an, nguyên nhân là do lỗi kỹ thuật khiến lò hơi phát nổ, gây ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng. Còn theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai, công ty gỗ Bình Minh hoạt động trong lĩnh vực gia công, chế biến đồ gỗ gia đình. Công ty có khoảng 200 lao động và 15 người nước ngoài đang làm việc. Đã hơn 2 ngày trôi qua, không khí tăng thương bao trùm căn nhà nhỏ đã cũ, rất đông hàng xóm đến chia buồn, cùng gia đình anh Trần Văn C, 39 tuổi, ngụ ấp Thạnh Hưng 2, xã Vĩnh Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu. Anh Trần Văn C là một trong 6 nạn nhân tử vong trong vụ nổ lò hơi tại công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại gỗ Bình Minh thuộc ấp Vàm, xã Thiện Tâm, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai hôm mùng 1 tháng 5. Ngồi thất thần nhìn lên di ảnh của chồng, chị Hướng Thị Đào, vợ anh C kể lại, hôm đó sáng mùng 1 tháng 5, anh C đi làm được hơn 30 phút là xảy ra vụ nổ. Thời điểm đó, tôi đang ở nhà trọ, cách hiện trường vụ nổ hơn 150 mét và chuẩn bị nấu cơm để chờ chồng tan ca về ăn, thì nghe tiếng nổ lớn. Theo lời kể của chị Đào, chị cũng làm nghề gỗ cho một công ty khác ở gần đó và đang trong thời gian nghỉ lễ. Vụ nổ phát ra tiếng lớn, liền sau đó đã rơi từ trên cao xuống mái tôn nhà trọ. Lúc đó chị vẫn không nghĩ sẽ nổ tại công ty Bình Minh vì trước đó cũng hay nghe nổ bánh xe ngoài đường. Chị Đào kể trong đau đớn, khi biết nổ tại công ty Bình Minh làm chết nhiều người, tôi vội lấy điện thoại ra gọi cho chồng thì điện thoại thuê bao không liên lạc được. Lúc này, tôi nghi ngờ chồng bị nạn rồi, vì trước đây khi có vụ gì là chồng hay gọi điện về báo cho hay, nhưng hôm đó anh ấy không gọi về. Cũng theo lời chị Đào, một lúc sau, chị chạy xe máy qua công ty Bình Minh để xem thì thấy hiện trường tan hoang, nhiều người chết và bị thương. Khi đến nhận dạng, chị cũng không nhận ra thi thể chồng mình vì không còn nguyên vẹn. Kể đến đây, khóe mắt chị đào ngấn lệ và không nói thêm được nữa. Hồi anh C còn sống, hai vợ chồng động viên nhau cố gắng làm kiếm tiền, về quê xây dựng một căn nhà kiên cố để ở, rồi kiếm việc làm thêm ở quê, trang trải cuộc sống. Nếu được nghỉ lễ về quê thì anh ấy không phải chết đột ngột như vậy. Ngồi tiếp chuyện với chúng tôi, ông Trần Văn Miên, 66 tuổi, cha ruột anh C, buồn bã nói thêm. Theo lẽ, Mấy ngày nghỉ lễ này, hai vợ chồng nó về nhà chơi, nhưng cố gắng ở lại là một ngày được tính bằng hai ngày công thường. Nào ngờ chuyện lại xảy ra như vậy. Theo chia sẻ của gia đình, anh C và Hướng Thị Đào cưới nhau được khoảng 7 năm nay, nhưng chưa có con. Thỉnh thoảng công ty cho nghỉ thì vợ chồng anh C về nhà ông Miên ở 5 đến 10 ngày rồi lại khăn gói lên công ty làm tiếp. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Bình cho biết, sau khi nhận được thông tin trên địa bàn có nạn nhân trong vụ nổ lò hơi ở Đồng Nai, chính quyền địa phương đã cử đoàn cán bộ xuống thăm viếng, vận động mạnh thường quân, hỗ trợ nhu yếu phẩm cho gia đình, lo mai táng cho anh C. Vị lãnh đạo xã thông tin, hoàn cảnh của anh C khá khó khăn, hai vợ chồng không có nhà riêng, không có đất sản xuất phải đi làm thuê, làm mướn ở xa. Tôi mong muốn quý mạnh thường quân quan tâm giúp đỡ để gia đình sớm vượt qua nỗi đau mất người thân, vươn lên trong cuộc sống. Sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu cũng phối hợp cùng chính quyền địa phương xuống thăm viếng động viên gia đình, đồng thời hỗ trợ bước đầu cho gia đình anh C, mong muốn gia đình sớm ổn định cuộc sống. Bộ Lao động Thương minh và Xã hội phát đi văn bản yêu cầu làm rõ trách nhiệm của đơn vị cá nhân để xảy ra vụ nổ lò hơi ở công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại gỗ Bình Minh có địa chỉ ở ấp Vàm, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, làm 6 người chết, 5 người bị thương đối với công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại gỗ bình minh bộ lao động thương binh và xã hội yêu cầu làm rõ trách nhiệm của đơn vị cá nhân trong việc để xảy ra tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng nêu trên đồng thời khẩn trương khắc phục hậu quả khôi phục và ổn định sản xuất kinh doanh công ty nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ giải quyết các chế độ chính sách cho người bị nạn và thân nhân người bị nạn Bộ yêu cầu Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai thực hiện ngay các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình nạn nhân chia sẻ những khó khăn mất mát, hỗ trợ giải quyết kịp thời chế độ tai nạn lao động cho người bị nạn và thân nhân người bị nạn. Sở phối hợp với các cơ quan có liên quan nhanh chóng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hành chính, xem xét trách nhiệm hình sự nếu có. Văn bản của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũng nêu rõ, theo báo cáo nhanh của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, lúc 8 giờ 30 phút ngày 1 tháng 5, do nổ nồi hơi trong quá trình vận hành tại xưởng bán thành phẩm thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại gỗ Bình Minh, làm 6 người chết và 5 người bị thương, nhà xưởng bị hư hỏng nặng. Theo đó, quá trình sử dụng nồi hơi tại xưởng bán thành phẩm, công ty phát hiện có trục trặc về mặt kỹ thuật và đã liên hệ với đơn vị cung cấp thiết bị đến để kiểm tra bảo dưỡng sửa chữa vào ngày 30 tháng 4. Đến sáng ngày 1 tháng 5, cán bộ kỹ thuật của công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại gỗ Bình Minh vào kiểm tra vận hành thì nồi hơi phát nổ. Tại thời điểm đó, có 42 công nhân đang làm việc trong xưởng. Ngay khi xảy ra tai nạn, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai và các cơ quan chức năng đã đến kiểm tra hiện trường, chỉ đạo các biện pháp xử lý, khắc phục hậu quả, chỉ đạo tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân bị chết và bị thương. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chia sẻ trước những khó khăn của địa phương, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại gỗ Bình Minh đồng thời gửi lời thăm hỏi, động viên và chia buồn sâu sắc tới thân nhân các nạn nhân trong vụ tai nạn lao động trên. Ngày 3 tháng 5, nguồn tin cho biết công ty gỗ Bình Minh đóng tại xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai đã ra thông báo cho công nghỉ việc đến hết tháng 5. Động thái này được cho là để khắc phục hậu sự cố nổ lò hơi khiến 6 công nhân tử vong Năm người bị thương và hư hại nhiều tài sản. Thông báo của công ty ban giám đốc công ty gỗ Bình Minh gửi công nhân cho biết, sự việc nổ lò hơi sáng ngày mùng 1 tháng 5 là một sự việc đáng tiếc, khách quan và không lường trước được từ phía công ty. Thiệt hại về phía công ty và những nhân viên xấu số, số là rất lớn, hiện chưa thể thống kê được. Trong thông báo, ban giám đốc công ty cũng xin gửi lời xin lỗi chân thành đến toàn thể nhân viên công ty về sự việc đáng tiếc vừa qua, xin chia buồn với nạn nhân và gia đình đã phải gánh chịu hậu quả hết sức nặng nề. Công ty này cho biết, trong thời gian chờ cơ quan công an và lực lượng chức năng điều tra, công ty đã có phương án hỗ trợ bồi thường cho các nạn nhân và gia đình nạn nhân. Thông báo nêu, chúng tôi hứa sẽ luôn đồng hành, cùng chia sẻ với gia đình để vượt qua khó khăn. Kính mong toàn thể nhân viên quan tâm gửi lời chia sẻ, an ủi, động viên thêm đối với nạn nhân và gia đình nạn nhân để họ bớt đi phần nào tang thương. Công ty cũng sẽ luôn cố gắng hết mình để vực dậy công ty sửa chữa cơ sở vật chất ổn định tổ chức để sớm đưa công ty vận hành trở lại bình thường đảm bảo công ăn việc làm cho toàn thể nhân viên. Một điểm trong thông báo được nhiều công nhân quan tâm chính là công ty này cho biết sẽ cố gắng sắp xếp để trả lương tháng 4 sớm nhất có thể. Lương tháng 4 sẽ được thu xếp chi trả đầy đủ cho toàn thể cán bộ nhân viên, nên xin toàn thể cán bộ nhân viên ổn định và yên tâm, thông báo viết. Cũng theo công ty này, trong thời gian ngưng hoạt động, đối với lương tháng 5, công ty sẽ hỗ trợ chi trả cho mỗi công nhân viên không một tháng lương cơ bản. Trước đó, như đã đưa tin, vào lúc 8 giờ 10 phút sáng cùng ngày tại công ty trách nhiệm hữu hạn gỗ Bình Minh xảy ra tại khu vực nồi hơi, xưởng bán thành phẩm khiến 6 công nhân tử vong. Ngày 3 tháng 5, các cơ quan thực thi pháp luật tỉnh Đồng Nai cho biết đang tạm giữ giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại gỗ Bình Minh, đồng thời đã mời một số cá nhân có liên quan lên làm việc để phục vụ công tác điều tra. Bước đầu, sau khi khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, công an tỉnh Đồng Nai xác định nguyên nhân do lỗi kỹ thuật khiến lò hơi phát nổ, gây ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng. Như đã đưa tin, 8 giờ 10 phút ngày mùng 1 tháng 5, tại công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại gỗ Bình Minh xảy ra vụ nổ lớn làm 6 người tử vong và 5 người bị thương. Ngay sau đó, Ủy ban nhân dân tỉnh và công an tỉnh Đồng Nai kịp thời có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo đưa người đi cấp cứu. Đồng thời, hiện trường được phong tỏa và khám nghiệm để điều tra làm rõ.